Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Quân đội Hoa Kỳ chi hơn nửa tỷ Mỹ Kim để mua đạn pháo cho Ukraine. Lục quân Hoa Kỳ thông báo chuyển cho hai tập đoàn vũ khí 522 triệu Mỹ Kim tiền đặt hàng cho đạn pháo 155 ly để viện trợ cho Ukraine. Trong thông cáo đưa ra vào ngày hôm qua, lục quân Hoa Kỳ cho biết đơn đặt hàng được chuyển đến hai công ty vũ khí đó là Northrop Grumman Systems và Global Military Products. Đợt giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm nay nguồn tiền đến từ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine của ngũ giác đài. Ukraine và Nga đều tiêu hao số lượng lớn đạn pháo kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2 năm ngoái. Một giới chức hồi cuối tháng 11 ước tính Nga bắn khoảng 20.000 viên đạn pháo mỗi ngày, còn Ukraine khai hỏa khoảng từ 4.000 đến 7.000 viên, thấp hơn so với đối phương nhưng vẫn nhiều hơn so với khả năng sản xuất của các công ty vũ khí phương Tây. Trước đó, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đã thừa nhận rằng chiến sự ở tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt pho kho dự trữ vũ khí của đồng minh. Điều này đặt cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi vào trong tình trạng căng thẳng. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu viện trợ vũ khí cho Ukraine với tổng giá trị hơn 29.3 tỷ Mỹ Kim không có quốc gia thành viên nào của NATO ngoài Hoa Kỳ có kho vũ khí lớn cho trận đấu pháo quy với quy mô lớn như là chiến sự giữa Nga và Ukraine, cũng như là không có năng lực công nghiệp quốc phòng nào đủ để tạo ra nguồn dự trữ lớn như vậy. Một số chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi chiến sự Nga và Ukraine kết thúc sớm, thì Âu Châu cần phải có đến 15 năm để bổ sung kho dự trữ vũ khí với tốc độ hiện tại. Warren Buffett ngày càng chuộng Apple công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiếp tục mua thêm hơn 3 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu Apple trong quý tư của năm ngoái và hiện sở hữu hơn 137 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu của hãng này. Theo số liệu của Street Insider, Berkshire hiện nắm 5.8% cổ phần của Apple. Vào quý cuối của năm ngoái, công ty này cũng nhận 210 triệu Mỹ Kim cổ tức từ Apple. Ngoài Apple, Berkshire còn tăng mua cổ phiếu hãng vật liệu xây dựng Louisiana Pacific và Paramount Global trong 3 tháng cuối của năm ngoái. Buffett trước đây tránh đầu tư vào ngành công nghệ suốt hàng thập niên. Ông chỉ chuyển hướng chiến lược và bắt đầu đổ tiền vào đây kể từ năm 2016 sau khi coi Apple là thương hiệu đại diện cho phong cách sống và có tỷ lệ khách hàng trung thành cao. Năm 2018 Tỷ phú nói rằng là ông muốn sở hữu 100% Apple. Việc này dĩ nhiên là không thể, nhưng nó cho thấy sự yêu thích của Buffett với cổ phiếu này. CEO Apple Tim Cook từng cho biết là Apple rất vui khi có cổ đông lớn là Warren và Berkshire. Hoa Kỳ buộc tội thêm 4 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti là ông Jovenel Moise. Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội 4 nghi phạm ở Florida với các buộc đóng vai trò trong vụ ám sát tổng thống Haiti ông Jovenel Mois vào năm 2021. Ba trong số các bị cáo là những nhân vật nổi tiếng bị buộc tội hỗ trợ âm mưu, bắt cóc, sát hại tổng thống Haiti, bao gồm có Antonio Enriqueo là chủ sở hữu đơn vị an ninh chống khủng bố CTU. Bên cạnh đó là Archangel Pretell Ortiz, nhà điều hành của Học viện Liên bang LLC trực thuộc đơn vị an ninh chống khủng bố, và Walter Ventemia, người đứng đầu tập đoàn cho vay WCLG, có trụ sở ở tại Miramar. Ông này đã cho đơn vị an ninh chống khủng bố vay hơn 170.000 Mỹ Kim, để tài trợ cho các hoạt động của họ ở Haiti. Bị cáo thứ tư là Frederick Bergman bị buộc tội buôn lậu áo khoác chống đạn cho các cựu quân nhân Colombia, những người được cho là đã bắn chết ông Moïse. Theo hãng tin Reuters, hiện nay các băng đảng Haiti đã mở rộng lãnh thổ kể từ sau vụ ám sát ông Moïse. Bạo lực đã bùng nổ trên phần lớn quốc gia, vốn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ, dẫn đến các cuộc đấu súng thường xuyên giữa các băng đảng với cảnh sát. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 11 người đã bị bắt giữ và bị bồi thẩm đoàn của Nam Florida buộc tội là có liên quan đến vụ ám sát. Ngoài ra, các vụ bắt giữ mới nhất ở Hoa Kỳ diễn ra một ngày trước khi các nhà lãnh đạo của khối Caribe chuẩn bị nhóm họp trong một hội nghị kéo dài 3 ngày. Tình hình ở Haiti được cho là một trong những vấn đề chính của hội nghị này. Ông Elon Musk làm từ thiện gần 2 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu Tesla. Theo tài liệu công bố vào ngày 15 tháng 2, ông chủ của Tesla Elon Musk vào năm ngoái đã quyên góp làm từ thiện 11.6 triệu cổ phiếu của Tesla, tương đương với 1.9 tỷ Mỹ Kim. Con số này ít hơn năm 2021 là 5.7 tỷ Mỹ Kim và đã được điều chỉnh theo đợt tách cổ phiếu năm ngoái của hãng. Tài liệu không nêu chi tiết tên người nhận các khoản quyên góp này. Giá trị cổ phiếu tặng được sở thuế tính bằng cách lấy giá trung bình trong ngày diễn ra giao dịch. Ông Musk hiện sở hữu khoảng 13% cổ phiếu Tesla. Vào năm ngoái, thì ông đã bán khoảng 23 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu hãng xe điện, một phần để cho thương vụ mua Twitter với giá là 44 tỷ Mỹ Kim. Việc cổ phiếu mất giá vào năm ngoái làm bốc hơi 675 tỷ Mỹ Kim cũng khiến cho ông Musk bị xoán ngôi giàu nhất thế giới. Từ đầu năm nay thì cổ phiếu Tesla đã tăng lại 70%. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm qua, mã này tăng 7.5% lên 209 mỹ kim. Ông Musk hiện có 187 tỷ mỹ kim theo Bloomberg Billionaires Index. Tài sản của ông chủ yếu đến từ cổ phần trong Tesla, ngoài ra thì tỷ phú còn nắm cổ phần trong hãng sản xuất tên lửa SpaceX thị trường cá cược Super Bowl thu được 16 tỷ Mỹ Kim. Hiệp hội cờ bạc Hoa Kỳ, tức là AGA, ước tính hơn 50 triệu người đặt cược vào trận tranh chức vô địch của Super Bowl năm 2023 với tổng trị giá là khoảng 16 tỷ Mỹ Kim. Theo Reuters, thì nhiều địa phương của Mỹ hiện nay đã phù hợp phát hóa cờ bạc thể thao, nên các doanh nghiệp ở trong ngành này tích cực tranh giành khách hàng trong mùa siêu cúp. Trong đó có rất nhiều cái tên nổi bật phải kể đến như là DraftKings, FanDuel, Flutter, MGM, Caesars hay là Wynn. Sự cạnh tranh này thậm chí còn tác động đến cả thị trường chứng khoán nói chung khi mà cổ phiếu của các công ty trong ngành cá cược đều tăng mạnh vào đầu năm nay sau khi trải qua năm 2022 bết bát. Trong số những cái tên kể trên thì MGM là công ty có lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Bet MGM là ứng dụng liên kết giữa hãng này và công ty cá cược Anton của Anh. Hiện nay là đơn vị duy nhất có địa điểm đặt cược trực tiếp ở tại giải đấu Super Bowl và sân vận động State Farm. Adam Greenblatt, là giám đốc điều hành của Bed MGM cho rằng, đặt cược trực tiếp mang lại cảm giác phấn khích hơn và chắc chắn thu hút được nhiều khách hàng khi chỉ có mình họ là nhà cung cấp ở tại sân. Trí tuệ nhân tạo điều khiển máy bay phản lực trong 17 tiếng. Tập đoàn Lockheed Martin cho biết là một máy bay phản lực chiến thuật đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên do trí tuệ nhân tạo AI điều khiển hoàn toàn từ căn cứ không quân Edwards, California. IFL Science vào ngày 15 tháng 2 đưa tin trong chuyến bay dài 17 tiếng diễn ra vào cuối năm 2021, trí tuệ nhân tạo AI đã lái Vista X-62A, máy bay chiến thuật được sử dụng để mô phỏng máy bay phản lực quân sự với hy vọng bổ sung những khả năng mới và tự động hóa hơn nữa các phương tiện quân sự. Chiếc Vista sẽ cho phép chúng tôi tiến hành song song việc phát triển và thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến với những thiết kế phương tiện không người lái mới. Tiến sĩ M. Christopher Codding, giám đốc nghiên cứu tại Trường Phi công Thử nghiệm Không quân Hoa Kỳ đã nói như trên. Phi công của AI đã kết hợp hai hệ thống tự động của Lockheed Martin gồm có thuật toán theo mô hình và hệ thống điều khiển mô phỏng tự động để điều khiển máy bay và thực hiện các thử nghiệm chú trọng vào tính tự động cũng như là trí tuệ nhân tạo. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển máy bay cũng mở ra khả năng đào tạo phi công nhanh hơn với chất lượng cao hơn trong tương lai hai nhân viên của Meda tiết lộ nhiều người ở trong công ty chưa được sắp xếp công việc do việc phê duyệt các quyết định kéo dài đến cả tháng, theo Financial Times đưa tin vào ngày hôm qua. Trong buổi báo cáo tài chính quý 4 của năm 2022 vào đầu tháng 2 vừa rồi, CEO của Meda là Mark Zuckerberg nói rằng hướng đi của công ty trong năm nay là một năm của sự hiệu quả. Tuy nhiên, năm hiệu quả của công ty này đang phải bắt đầu với hàng loạt vấn đề Hai nhân viên của MEDA nói với Financial Times rằng công ty chưa rõ, chưa xác định được rõ ràng về mức ngân sách và số lượng nhân viên trong thời gian tới. Đây vốn là việc được hoàn thành vào cuối năm. Ngoài ra, các dự án phải mất cả tháng mới được phê chuẩn, trong khi thực tế thì chỉ cần có vài ngày. Điều này dẫn đến tình trạng một số nhân viên ngồi chơi do cấp quản lý không thể lên kế hoạch. Tất cả là một mơ hỗn độn, năm của sự hiệu quả đang mở đầu bằng việc nhiều người được trả tiền mà không phải làm gì. Một nhân viên của Meta nói như vậy. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng diễn ra sau khi Mark Zuckerberg thừa nhận đánh giá quá cao sự bùng nổ của thương mại điện tử. Năm ngoái, họ phải sa tải đến hơn 11.000 nhân viên, nhưng sẽ chưa dừng lại ở đó. Công ty có kế hoạch cắt giảm thêm nhân viên mà chủ yếu là quản lý cấp trung, đồng thời trang bị cho các kỹ sư nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo hơn. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thiếu trạm sạc xe điện. New York muốn xanh hóa phương tiện giao thông, nghĩa là sử dụng xe điện để giảm bớt khí thải, nhưng trước hết giới chức của New York sẽ phải tìm ra những nơi có thể lắp đặt hàng chục ngàn trụ sạc cho xe điện. Tiểu bang này sẽ dừng bán xe mới trang bị động cơ xăng từ năm 2035. Phần lớn tài xế ở New York trông chờ vào các chỗ đậu xe trên phố và thiếu chỗ để lắp trụ sạc tư nhân như là ở lối đậu xe trước cửa hoặc garage riêng. Hệ quả là sẽ cần thêm hàng ngàn điểm sạc công cộng trong khi xu hướng xe điện ngày càng lan rộng. Riêng tại New York, giới chức ước tính đến hết 2023 sẽ cần 40.000 trụ sạc công cộng nơi người sử dụng sẽ mất hàng giờ để sạc xe và 6.000 trụ sạc nhanh giúp nạp năng lượng cho một chiếc xe trong khoảng 30 phút. Công ty Consolidated Edison, đơn vị sẽ chi trả cho việc nâng cấp hệ thống cần thiết để hỗ trợ các trụ sạc xe điện, đặt mục tiêu 18.500 trụ sạc thường đến hết năm 2025, gấp khoảng 7 lần con số hiện nay và tăng gấp 3 lần số trụ sạc nhanh lên là 457. Thành phố New York cũng muốn có thêm 10.000 trụ sạc dọc phố để người dân sạc xe vào ban đêm hoặc là khi đang làm việc tại công sở. Nhưng không chỉ New York mới phải đối mặt với tình trạng này mà cả nước Mỹ cũng cần nhiều trạm sạc xe điện hơn nữa. Lượng xe điện tăng nhưng trạm sạc không đủ khiến cho chính phủ từng phải yêu cầu Tesla đồng bộ hóa hệ thống trạm sạc tương thích nhiều mẫu xe. Trong năm 2021, Quốc hội của Hoa Kỳ đã phê duyệt 7.5 tỷ Mỹ Kim tài trợ xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện khắp nước Mỹ. Ông Biden muốn ít nhất là 50% số xe mới vào năm 2030 là xe điện hoặc là xe hybrid. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.